chào các bạn. Hôm nay mình về già làng tiếp tục đi rừng nha các bạn. Mình vừa bỏ xe ở ngoài kia cách đây khoảng 500 m. Như các bạn thấy thì xung quanh đây có rất là nhiều cái đồi núi các bạn, rất là cao luôn. Tuy nhiên thì tất cả những cái rẫy, những cái quả đồi ở đây á, đều đã được bà con làm rẫy hết các bạn ạ, trồng mì. Mình nhìn vào đây mình thực sự là khâm phục cái sức khỏe của bà con ở đây. Các bạn thấy sau mình không? Những quả đồi rất là cao, cũng đã được trồng hết mì rồi nhé các bạn. Con đường mình đang lên này, dốc lắm. Đấy, xung quanh mình là mì nhé. Hôm nay thì mình với già làng đi thăm một cái thác nha các bạn. Thác này thì ngay đây thôi. Các bạn nhìn thấy bên kia không? Bên kia. Đồi mình nghĩ là nó dốc. Nó dốc kinh khủng luôn các bạn ạ. Tuy nhiên thì mọi quả đồi ở đây thì đều được trồng mì hết. Vào cái mùa trồng mì á, cái mùa thu hoạch mì á các bạn. Cái đường mà mình đang đi đây này sẽ được các cái xe đổ, xe máy đổ các bạn, người ta chở mì chở tới, có xe chở tới 5-6 bao nha các bạn nhé, mà một bao tương ứng là 80 kg. Mà leo những cái quả đồi như vậy này, mình thực sự là rất là khâm phục cái vị trí của bà con. Chiều hôm qua và lúc tối thì trời mưa rất to nha các bạn. Mình cứ tưởng rằng là sáng nay trời không ngớt mưa để cho anh em mình đi, nhưng rất may là sáng nay trời ngớt mưa nha các bạn. Ở Tây Nguyên vào mùa này á các bạn là mùa mưa rồi. Thông thường á là cứ đến chiều là trời đổ mưa các bạn nhé. Thác ở bên kia đó các bạn ạ. Đây, anh già làng đang tắt đường đi các bạn. Trên tay anh thì cầm một con gà nha các bạn. Tí nữa bọn mình sẽ nướng gà ở chỗ đây nhé. Ngà các bạn ạ. Mình bị trượt chân. Rất may là còn thắng kịp, không là xuống tới suối luôn rồi. Hôm qua trời mưa cho nên là hôm nay nước suối khá đục các bạn ạ. Đây này. Cao lắm, bên kia chắc phải gần 100 m. Ừ. Ở bên này có một nhánh, ở bên này một nhánh các bạn nhé, hai nhánh. Bên này là mùa mưa thì nước nó nhiều lắm, còn nếu mà bình thường thì nó chỉ có một cái nhánh nhỏ thôi. À. Mùa này là nước hai bên luôn. Bình thường là nó chỉ bên này thôi à? Bình thường nó bên này có một chút thôi. À. Đấy đó. Hôm nay hôm qua thì trời mưa, hôm nay nước khá nhiều các bạn ạ. Mùa này là thoải mái rồi.
ngồi đây này. Đấy. Hôm nay đi mang theo con gà các bạn ạ. Hôm nay mang theo con gà, coi như là mình đi dã ngoại mọi người nhá. Ôi con gà to quá. Con gà đen. Con gà chích các bạn ạ. Con gà dinh dưỡng đó. Can't believe how it all turned out.